Chào các bạn, mình thì vừa mới gọi đầu xong. Tao mình thì có cúp nhẹ thôi, có cúp nhưng mà cúp nhẹ thôi cũng được một thời gian rồi. Chắc khoảng chừng đâu đó nửa năm rồi đấy. Nửa năm rồi. Và ở quán thì người ta làm rất là bồng bềnh, nó cúp rất là tự nhiên đẹp. Nhưng mà về nhà mình làm thì nó có thằng tưng à, mà mình làm gói VIP nhất ấy. Gói đắt nhất ở quán, ở salon ấy. Thì mình mới xem cách tự gội đầu và sấy tóc tại nhà. Thì có một chị cũng cúp tóc. Thì chị bảo là sấy cứ sấy ngược từ đằng sau ra. Rồi tóc nó sẽ cụp vào. Rồi khi hất ra tóc nó sẽ cụp vào tự nhiên. Thì hôm nay mình muốn thử nhá. Để xem có được như vậy không. Ok, thì trước tiên mình đây là cái lược. Cái lược mà mình mua cái tóc giả ấy, xong họ có bán lược này nên là mình đặt mua luôn, hình như 20.000 cái lược này phải. Giờ mình sẽ thử nhá. Thì như vậy xong, lau ở mặt tóc thì mình cũng có sấy, có xịt một lớp bảo vệ tóc ấy, bảo vệ khỏi máy sấy ấy, lên tóc rồi. Mình mặc cái này. Rồi còn bắt đầu sấy nhá, xem có được như là chị ấy hướng dẫn không. Nhá, xem tóc mình ra cái gì. Cái khô đấy. Khô rồi các bạn ơi, không biết là nó có được như chị ấy hướng dẫn không? Hồi hộp quá. Nào, xem nhá. 1, 2, 3. Các bạn thấy thế nào? Mình chưa nhìn thấy gì cả. Đeo kính vào. Vui vui một chút nào. Ok, vui vào trong nào. Tao mình làm cúp, ở quán mọi cúp nó độ vừa phải, nhẹ nhàng, trông đẹp tự nhiên lắm. Mái tóc là cái khiến là mình buồn phiền nhất. Mái tóc mình thôi là bên trên cứ nó cứ dài ra nó lại xù xù hết đấy. Nên nó cũng rất buồn phiền với mái tóc. Cũng không đến nỗi nhỉ. Cũng được ấy chứ. Ngày này ngồi quay video thì tóc nó lại vào nét đẹp hơn. Hoặc là nào, ôi mình gội đầu xong mà tóc mình nó xù ra phát sợ luôn. Cũng không đến nỗi nào phải không? Ok, gần như tóc giống tóc mẫu. Thành công tới 70%. Các bạn thử xem sao nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào.